Xin chào tất cả các mẹ nha, mình tên là Nhị. Rất vui vì hôm nay mình được đồng hành cùng các mẹ trong cái game bổ trợ 100 ngày. Mặc dù là Nhị không có giỏi về tiếng Anh nhiều giống như các mẹ khác, nhưng mà Nhị cũng biết một vài chút phiên âm. Nhị sẽ hướng dẫn lại cho đặt các mẹ nào mà chưa biết về cái phiên âm quốc tế của trong cái câu tiếng Anh mà mình nhìn vào mình có thể biết đọc ha. Thì bây giờ mình sẽ vào bài số 8. Putting on my coat. Ok. Nào, bây giờ Nhị sẽ phân tích từng phiên âm để cho mọi người nắm rõ nha. Đầu tiên mình sẽ có âm p là âm bật hơi. Nó là âm vô thanh nha, nó không rung ở cổ nha mọi người. Là hai cái môi mình phải cuộn vào, nén hơi, mình tăng cảm xúc bật ra, bay cái tờ giấy. Ok. Ok, khi nào mà thấy cái tờ giấy mình để nghiêng thử á, mình bật hơi ra mà mình thấy nó bay cái tờ giấy á, thì lúc đó mình đọc đúng ha. Ok. Âm tiếp theo sẽ là âm ơ khỏe. Âm ơ khỏe này còn được gọi là cái âm trung tính nha mọi người. Nó, cái lưỡi mình để ở giữa cái khoang miệng á. Ok. Âm T này là âm bật hơi. Âm T này là âm bật hơi. Nó cũng là âm vô thanh, nó không có rung ở cổ. Mình để cái lưỡi ở trên đây mình chặn xuống, mình bật ra một cái âm thanh rất là sắc ra, sắc bắn luôn. Ok. Ok, được chưa? Sau tiếp theo mình sẽ đến cái phân âm này á, chính là âm Y mà mọi người hay gọi là âm Y mềm. Âm Y mềm này á thì á mình nó pha giữa âm Y và âm E. Thường là mọi người sẽ nghe là âm y mà đọc vậy nó thô lắm. Nhưng mà nhiều người mình xem được nhiều học, mình học được cái phiên âm mà đúng chuẩn á, người ta chỉ mình là âm Y với âm E nó pha nhau là E. Cái dưới cằm nó không có rung nha mọi người. Cái đầu lưỡi á thì nó hướng lên trên, pha âm Y với âm E một chút xíu. E. Ok. Rồi tiếp theo, âm này là âm mũi. Mũi nó rung chứ. Mũi nó rung nha mọi người. Nó giống âm N, mấy âm mũi rung là âm M, âm N chứ âm mình đụng cái mũi á, mình thấy cái mũi mình nó rung. Ok. Mình sẽ đọc lại nguyên một cái từ này, tên là pudding. Chữ T này nhưng mà trong cái phiên âm mà đọc bên cái tiếng Anh Mỹ thì nó sẽ đọc thành âm D, còn anh thì nó đọc thành âm T. Nên là nên mọi người có thể đọc là pudding đều được hoặc là pudding đều được ha. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang âm on. Âm on này á thì nó pha o, cuốn lưỡi hạ thấp, nhấn hơi ở cuối lưỡi môi không cong, đọc a ở trong họng nha mọi người. O. Ok. Âm an là âm n, âm cũng là âm mũi. An là âm mũi, nó không có rung. On. Ok. Tiếp. Âm M cũng là âm mũi, nó cũng cặp chung với âm N á. Âm mũi. Môi mình sẽ mím lại. Ok, khẩu hình của mình là Còn tiếp theo phiên âm này là âm I. Âm I là nguyên âm đôi, mình đi từ A hướng tới Y, không đọc rời rạc nha mọi người. Cho nên là mình khi mà đi xuống giọng tới cái phiên chỗ âm Y á thì mình thêm dấu quyền. I my. Ok. K là âm vô thanh. Âm O đây là nguyên âm đôi. O. Nó cũng hướng từ O xuống O. O đọc không rời rạc. Coat. Ok. Mình sẽ đọc lại nguyên một câu là putting on my coat. Tiên trong bài học ngày hôm nay ha. Victor có nghĩa là tên riêng của người ta rồi. Cho nên là câu này có nghĩa là Victor, 10 phút nữa chúng ta sẽ đi. Giống như một người mẹ em nói với con là con ơi, 10 phút nữa là chúng ta sẽ đi đó. Là Victor, we're leaving in 10 minutes. Ok, chúng ta sẽ phân tích từng phiên âm
mọi người thấy cái phiên âm màu xanh đó là phiên âm nhị chưa hướng dẫn nha, còn những cái phiên âm màu đỏ là mình đã học được câu đầu tiên rồi. Victor where w, âm này là w. Môi có cái quãng đường di chuyển từ nhỏ ra to, làm chặn cái thấy cái lực á, lực cơ môi phải khỏe, cho nên là nó âm w này nó khác với âm w tiếng Việt nha, khác với w tiếng Việt là w w w. Còn âm y nè, y đây là gọi là người ta nói là âm y người ta gọi là âm y cứng á, gọi là âm y cười á, cười cái miệng mình cười, toàn bộ cái lưỡi mình đè ra, y âm thanh đi xuống trầm rung nha mọi người, y y y v này, cả cái môi cái răng trên của mình á, mình chạm cắn cái môi cái răng cái trên của mình cắn cái môi ở dưới. Ok, living ok, in cũng là âm mũi nha mọi người, and ten minutes ok, nhìn thấy đọc nguyên một câu lại nha. Victor, we're leaving in 10 minutes. Okay, chúng ta sẽ bước sang câu thứ hai trong bài học ngày hôm nay ha. Mình sẽ đọc nguyên một câu trước nha. Put on your coat and get ready. Okay. Mặc áo khoác vào và sẵn sàng đi thôi nào. Rồi, chị sẽ phân tích những cái phiên âm nào mà nhị gạch ô màu xanh. Và chị sẽ phân tích kỹ hơn nha, tại vì những cái phiên âm này mình chưa được học ở những câu trước. Âm này là âm mềm, âm ư pha với âm ơ nha mọi người, âm ư pha với âm ơ. Môi hơi cong cái hình vuông lại, cuốn lưỡi hơi rút về phía sau á, tay mình để dưới cằm mà nó không có rung nha mọi người. Ư hơi cong theo cái hình vuông á. Ok, âm r này hồi nãy chị có nói là sẽ hướng dẫn mọi người đọc âm r cuối. Âm r cuối này á là vị trí mình sẽ giữ nguyên cái âm r. Âm R đầu tiên mình R đúng không? Nhưng mà R này mình sẽ giữ nguyên cái cuốn ở phần trên. Mọi người để ý nha. Ok. Âm A này là gọi là A bạc hạ hàm xuống, hạ lưỡi xuống, không được cong lưỡi nha. Nếu mà mọi người nào mà đọc âm Anh mà giọng Anh á thì sẽ nghiêng về âm A. Còn nếu mà giọng Anh Mỹ thì sẽ nghiêng về âm E ha. Mà cái đây giờ nhị sẽ đọc theo giọng Anh Mỹ cho mọi người nha. Cho nên là nhị sẽ nghiêng về âm E. A hạ lưỡi xuống. A, ok. A. Đây là âm R đầu. Âm R đầu á thì mình sẽ mình hạ cái lưỡi mình bật xuống luôn một lần luôn. R. Ok. R. Rồi nhị sẽ đọc lại từng phiên âm nha, từng cái nha. Put on your âm r mình để lên nha. Your o này, coat and phải không? Âm n mọi người đọc thì sẽ có âm mũi n, nó có âm mũi và n d. And g e t get r e d E ready okay. Put on your coat and get ready okay. Okay, câu thứ ba. Con không biết làm thế nào để mặc áo hết ba ơi. I don't know how to put on my coat. Mình sẽ phân tích những cái phiên âm màu xanh trước hết ha. Phiên âm I, đây là nguyên âm đôi, khẩu hình đi từ a hướng đi tới y, hướng tới y, đọc không rời rạc nha. Chú ý xuống giọng ở cái âm y, mình thêm dấu quyền á. I ok. Down, out, phiên âm này out, phiên âm này mà mọi người đã biết rồi ha. Out and t, down oh no. Âm hờ này là âm vô thanh,
âm vô thanh. Thở mạnh, thở mạnh từ dưới bụng lên. A U thì mình nó cũng là nguyên âm đôi, đi từ A xuống tới âm U, đập không rồi rạc cũng giống như cái trên này. Mà phiên âm là chỗ này cái mình cũng thêm dấu quyền luôn. Ao, ao, ao. Ghép vào. How, how. Ok. Mình đã hướng dẫn rồi ha. U, âm U này á là âm U âm cứng. Nó có âm U cứng cho nên là mình đọc là U, U, U. Ok. U giữ âm một lúc, tay để dưới cằm, cằm nó rung á. U, mình để thử đi, mọi người để thử đi, mọi người sẽ thấy. U. Đó. U ù á mà mình đọc là U. Ghép vào. To. Ok. Put, từ này đã đọc rồi, mình đọc nhanh ha. Put. Aunt. Ok, đọc rồi nha. Từ này mình cũng đã học rồi nè. I. My. 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 Ở miền Nam mình thì mình học đại lộc à. My. My. Miền Bắc đó là nó đọc đúng ngâm đó. My. My. Ok. Từ này mình cũng đã biết rồi nè. Ow. Ghép vào. Couch. Ok, mình sẽ đọc lại nguyên một câu nha. I don't know how to put on my couch. Ok. I don't know how to put on my couch. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp theo một cái câu rất là hay, mà cha mẹ thường hay nói là không có sao đâu con, it's okay. Ok, nhưng mà mình sẽ phân tích từng phiên âm ha. Phiên âm it, mọi người biết rồi ha. E. Âm là âm vô thanh, mình cắn cái răng lại, mình xì hơi rất rít ra, không có cong môi cũng không cong lưỡi luôn nha mọi người. Mọi người. Ok. Is. It. Is. Ok. Oh. Oh. Phiên âm âm này là âm nguyên đôi, khẩu hình đi từ e sang hướng tới y, đọc không rời rạc giống như những cái nguyên âm nào là mọi người đừng có đọc rời rạc. Nó là hai phụ âm ghép vô á, nó sẽ thành nguyên âm là không đọc không rời rạc, nhưng mà lúc mà mình đi xuống á, thì mình cũng hạ giọng xuống thêm dấu quyền ở phần âm y, thành ra là a a a a a a a. Ok. K. It's okay. Đọc nhanh đó mọi người, đọc nhanh là it's okay. Ok. Không sao đâu con. Tiếp theo mình đi theo sang câu thứ hai nha. You can follow me. Con có thể làm theo ba được mà. Yeah. Âm giờ này mình đã học rồi. Giờ. 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 U. U. Nó cũng là mọi người thường hay gọi là âm cứng á, âm dài á. U. You. Âm A này là hạ hàm, hạ lưỡi xuống, không được cong môi. A. A. You can. And. Âm N phiên cuối cùng là N nên mình bật ra từ mũi nha. Can. Can. Là âm vô thanh. Âm này là âm phờ này. Âm phờ này là âm vô thanh, răng trên cắn với môi dưới. Thả gió không được rung nha. A. A, phiên âm này mình đã A, mình đã âm A và O, cuốn lưỡi hạ thấp xuống, nhắn hơi ở cuốn lưỡi, môi không cong. Nhắn lưỡi môi không cong nha. Đọc A ở trong họng á, phía cuốn lưỡi á. O. 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 Fa. Fa. Ok. Fa. Fa. L, âm L này là miệng há to, lưỡi đầu chạm ở trên á. Chạm ở trên, L bật, nếu mà L đầu thì mọi người bật xuống một cái phật luôn. Bật xuống một cái phật luôn. Còn L cuối thì mình vẫn giữ nguyên âm L ở phần trên, mình nói âm họng thôi, còn âm này là mình bật xuống. Fa. L. L. Low. Low. Fa low. Fa l. Fa. Đập bên trong, xin lỗi. Follow. Follow. Tiếp tục âm âm này là âm mũi. E. E. Me. Me. Ok. You can follow me.
Con có thể làm theo ba được mà. You can follow me. Ok. Ok, chúng ta sẽ bước sang câu số 6. Put your coat on the ground. Ok, mình sẽ đi phân tích lại từng phiên âm. Ở trong này may quá là trong này chỉ có được một cái từ này là mình chưa được, mình chưa hướng dẫn thôi nha. Thì mình sẽ đọc từng từ. Put. Your coat. Rồi tiếp tục mình sẽ phân tích kỹ từ này. Âm này á là âm hữu thanh, lưỡi ở giữa hai cái răng giống như sạch sùng bắt mồi á, nó rung như mọi người ba bước là phóng ra giữ rung một lúc, giữ rung một ok. Âm ơ là âm swa, ở trong phiên âm nó đọc là âm swa, nó là âm trung tính, lưỡi nó ở giữa khoang miệng, cần phải phân biệt âm này với cái âm ơ Việt nha mọi người. Ok. G, âm g mình đã phân tích rồi, mình sẽ đọc thôi. Gr. Ow. Ground. Ok. Put your coat on the ground. Ok. Put your coat on the ground. Ok. Ok, câu thứ 7. Câu tiếp theo sẽ là put the tuck by your toes. Ok. Chúng ta sẽ đọc theo từng từ ha. Put the tag. Âm này chú ý nha, âm này là âm mới. Âm này là âm hữu thanh, âm b này là âm hữu thanh, rung ở cổ, không bật hơi giống như âm bờ kia, nhưng mà nó đọc bằng cái họng, không có bài giấy. Mọi người để cái tờ giấy thử, mọi người đọc rồi nè. Bờ âm p này là đọc bài giấy, còn âm bờ này là đọc không bài giấy nha. Bờ. Mọi người có đọc có rác của họng cũng không có bay được, cái tờ giấy này là đọc đúng rồi đó. Bờ. Cho nên là bài. Âm này là âm z, là âm hữu thanh rung như z, cắn răng xì hơi không cong môi và lưỡi. Mọi người để với cổ họng, mọi người thay rung này. Ok. Toes. Ok, mình sẽ đọc lại nguyên câu ha. Put the tuck by your toes. Put the tuck by your toes. Ok, câu số 8 chính là cho hai tay vào ống tay áo nào. Put your hands in the holes. Mọi người đọc nhanh sẽ là put your hands in the holes. Ok, chúng ta nhìn kỹ là trong cái phiên âm này không có một từ nào mới, đúng không? So với những câu trước là mình đã đọc hết những phiên âm này rồi, cho nên mình sẽ lướt rất là nhanh. Mình sẽ đọc lại từng từ ha. Put your and hands in the holes. Okay. Put your hands in the holes. Okay, chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo. Đến câu này thì mọi người đã thấy dần không còn nữa và chúng ta sắp việc cán đích rồi đó. Cố gắng lên nha. Nào, Nhị sẽ đọc nguyên một câu trước ha. Trong này mọi người để ý, nếu như mà người nước ngoài họ đọc thì họ sẽ đọc nối rất là nhiều. Họ đọc nối với phần này và phần này ha. Rồi Nhị sẽ đọc nối trước cho mọi người nghe nha. Now flip it up and over.
Ok, nhưng mà mình chưa biết thì mình sẽ đọc riêng lẻ từng từ thôi nha. Bây giờ tung nó lên và lật ngược qua đầu nào. Ok, mình sẽ đọc lại từng câu, từng phiên âm ha. Ow, ghép lại, now. Mọi người hay đọc cái từ này là flip, đúng không? Mình mất đi cái phụ âm cuối, mất hết. Thì mình sẽ đọc là flip, là mình đọc hai cái này nó dính vô luôn. Flip, flip. Ok, eat, eat, eat. Là âm này đã có rồi, mà nhị tưởng này thì chưa, nhị mới để màu xanh. Up, 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 up. Ok, and, and. Oh, oh. V, 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 over, over. Ok, now flip it up and over. Ok, mọi người nắm rõ phần này chưa ạ? Chúng ta bước sang câu tiếp theo nha. Ok, câu tiếp theo của chúng ta chính là you did it. Ok, con làm được rồi. Những cái này không hề có một từ nào mới luôn nha mọi người. Wow, chúng ta đã học được khá là nhiều từ rồi ha. Mình sẽ đọc lại từng từ lại nha. Âm y mềm nha mọi người. You did it. Cái này là mọi người đọc nối nha. You did it. Ok, tiếp theo câu cuối cùng. Ba ơi, con làm được rồi nè. I did it. Mọi người không ạ? I did it. Không ai đọc vậy hết trơn mọi người, nên cái này mình phải đọc nối lại nha. I did it. Ok. Mommy, I did it. Ok. I did it. Yes, I did it. Mình cũng sẽ nói là yes. Guys, hi guys, I did it. Ok. Ok, cảm ơn tất cả các mẹ rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với nhị trong nguyên suốt video vừa rồi. Nhị chúc cho tất cả các mẹ cùng học tốt. Mặc dù không xem video này hướng dẫn nhưng mà nhị chắc rằng các mẹ cũng đã biết nhiều rồi. Nhưng mà các mẹ cố lên nha. Chúng ta sẽ làm được rồi. Chúng ta sẽ đi tới cuối đích là 100 bài. Lúc đó thì những phiên âm này nó rất là đơn giản đối với chúng ta. Cho nên là cảm ơn các mẹ một lần nữa. Xin chào, chúc các mẹ học tốt nha. Bye.